trên các nghiệm sắc thể, các gen định vị ở những vị trí nhất định. Nói cách khác, các gen bình thường được sắp xếp trên các nghiệm sắc thể theo những trật tự và cách nhau những khoảng cách nhất định. Khoảng cách này được tính dựa trên tần số trao đổi chéo giữa các gen trên cùng nghiệm sắc thể. Các gen càng gần nhau, tần số trao đổi chéo càng thấp và ngược lại. Để xác định trật tự của mỗi nhóm 3 gen trên cùng một nghiệm sắc thể, cũng như để xác định khoảng cách giữa chúng, chúng ta sử dụng các phép Lai 3 tính trạng. Giả sử ở một cây có 3 gen quy định kiểu hình quả liên kết với nhau. Một allele lặn thứ nhất ký hiệu là P quy định quả màu tím, còn allele kiểu dại P cộng quy định quả màu vàng. Một allele lặn thứ hai ký hiệu là R quy định quả tròn, còn allele kiểu dại R cộng quy định dạng quả dài. Một allele lặn thứ ba ký hiệu là G quy định quả mọng nước, còn allele kiểu dại G cộng quy định quả khô. Để xác định trật tự của các gen này trên nhiễm sắc thể, chúng ta tiến hành lai phân tích giữa một cây đồng hợp tử lặn về cả 3 tính trạng với một cây dị hợp tử ở cả 3 gen. Sau đó, chúng ta tiến hành phân nhóm các cá thể con dựa trên kiểu hình của chúng và đếm số lượng ở mỗi nhóm. Thường có 8 nhóm kiểu hình được xác định ở thế hệ con, trong đó có 2 nhóm kiểu hình giống với kiểu hình của bố mẹ là kết quả thụ tinh giữa các giao tử của bố mẹ không xảy ra trao đổi chéo. Còn 6 kiểu hình còn lại do kết quả thụ tinh của các giao tử của bố mẹ hoặc có một lần trao đổi chéo gọi là trao đổi chéo đơn, hoặc hai lần trao đổi chéo gọi là trao đổi chéo kép giữa 3 gen trên nhiễm sắc thể. Những kiểu hình này được gọi là các kiểu hình tái tổ hợp. Đầu tiên, chúng ta thường xác định trật tự của 3 gen trên nhiễm sắc thể. Do một trong hai cây bố mẹ là đồng hợp tử lặn về cả 3 gen, nên cây này chỉ đóng góp các allele lặn vào thế hệ con. Cây bố mẹ còn lại là dị hợp tử về cả 3 gen, trong đó ở ví dụ này tất cả các allele kiểu dại đều nằm trên một nhiễm sắc thể, còn tất cả các allele lặn đột biến nằm trên nhiễm sắc thể tương đồng còn lại. Nếu không xảy ra trao đổi chéo, sẽ có hai loại giao tử hình thành, một loại mang tất cả các allele kiểu dại, một loại mang tất cả các allele đột biến. Đây chính là các giao tử mang các nhiễm sắc thể giống hệt cây bố mẹ. Sự kết hợp trong thụ tinh giữa giao tử này với giao tử mang các allele lặn ở cả 3 gen của cây bố mẹ còn lại tạo nên hai nhóm cá thể con có kiểu hình giống hệt các cây bố mẹ. Một nhóm có kiểu gen là dị hợp tử ở cả 3 gen và có kiểu hình trội ở cả 3 tính trạng, tức là quả vàng, dài và khô. Một nhóm có kiểu hình đồng hợp tử lặn ở cả 3 gen và có kiểu hình lặn ở cả 3 tính trạng, tức là quả tím, tròn và mọng nước. Trật tự của các gen được xác định thông qua nhóm cá thể con hình thành do kết quả của trao đổi chéo kép, nghĩa là xảy ra đồng thời hai trao đổi chéo đơn ở giữa 3 gen. Trao đổi chéo kép dẫn đến sự tái tổ hợp của gen nằm ở giữa. Do trao đổi chéo kép là kết quả xảy ra đồng thời của hai trao đổi chéo đơn, nên tần số trao đổi chéo kép thường thấp hơn tần số các trao đổi chéo đơn. Vì lý do này, các giao tử được hình thành do trao đổi chéo kép là cặp giao tử có tần số thấp nhất trong các nhóm kiểu hình. Ở phép Lai trên, cặp giao tử này chính là P cộng, R cộng, G và PRG cộng. Các gen P, R và G phải sắp xếp sao cho gen ở giữa là gen tái tổ hợp trong cặp giao tử này. Trật tự duy nhất của các gen có thể giải thích kết quả phép Lai nêu trên là gen G nằm giữa gen P và R. Như vậy, cá thể bố mẹ dị hợp tử về cả 3 gen sẽ có kiểu gen là P cộng, G cộng, R cộng, PGR. Lúc này, chúng ta viết lại sơ đồ phép Lai phân tích theo thứ tự các gen đã được xác định. Chúng ta gọi vùng nằm giữa gen P và G là vùng 1 và vùng nằm giữa gen G và R là vùng 2. Chúng ta cũng viết lại các nhóm kiểu hình của các cá thể con thu được từ phép Lai phân tích dựa trên trật tự đúng của các gen. Các cặp kiểu hình tái tổ hợp được phân ra 3 nhóm lớn: trao đổi chéo đơn ở vùng 1, trao đổi chéo đơn ở vùng 2 và trao đổi chéo kép gồm 2 trao đổi chéo đơn xảy ra đồng thời ở vùng 1 và 2. Khoảng cách trên bản đồ của các gen lúc này có thể xác định được bằng cách tính tần số trao đổi chéo giữa mỗi cặp gen. Để xác định khoảng cách PG, chúng ta đếm tất cả các trường hợp trao đổi chéo xảy ra ở vùng 1. Các trao đổi chéo đơn tương ứng với kiểu hình P cộng GR và PG cộng R cộng. Những cá thể này tương ứng với nhóm 3 và 4 và có tổng số 46 cộng 52 bằng 98 cá thể. Ngoài ra, chúng ta phải đếm thêm các trao đổi chéo kép vì mỗi trao đổi chéo kép cũng chứa một trao đổi chéo đơn ở vùng 1. Các cá thể trao đổi chéo kép gồm các cá thể có kiểu hình tương ứng với P cộng, G, R cộng
và PG cộng R. Chúng tương ứng với nhóm 7 và 8 và có tổng cộng 4 cộng 2 bằng 6 cá thể. Tổng số cá thể sinh ra do trao đổi chéo ở vùng 1 như vậy sẽ bằng 98 cá thể trao đổi chéo đơn cộng với 6 cá thể trao đổi chéo kép bằng 104 cá thể được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số 500 cá thể con được sinh ra. Tỷ lệ này bằng 20,8% và tương ứng với tần số trao đổi chéo xảy ra ở vùng 1. Lúc đó chúng ta nói khoảng cách di truyền giữa hai gen P và G trên bản đồ là 20,8 đơn vị bản đồ hay 20,8 cm. Bằng cách tính tương tự, chúng ta xác định được khoảng cách giữa gen G và R. Để xác định khoảng cách GR, chúng ta cộng tất cả các cá thể sinh ra do kết quả trao đổi chéo ở vùng 2. Các trao đổi chéo đơn ở vùng 2 tương ứng với các cá thể có kiểu hình P cộng, G cộng, R và PGR cộng. Những cá thể này tương ứng với nhóm 5 và 6 và có tổng cộng 22 cộng 22 bằng 44 cá thể. Cũng như ở trên, chúng ta phải cộng thêm các cá thể sinh ra do các trao đổi chéo kép do chúng mang theo các trao đổi chéo đơn ở vùng 2. Các cá thể sinh ra do trao đổi chéo kép có các kiểu hình tương ứng với P cộng, GR cộng và PG cộng R. Những cá thể này tương ứng với nhóm 7 và 8 và có tổng cộng 4 cộng 2 bằng 6 cá thể. Tổng số cá thể sinh ra do trao đổi chéo ở vùng 2 bằng 44 cá thể trao đổi chéo đơn cộng với 6 cá thể trao đổi chéo kép bằng 50 cá thể được tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số 500 cá thể con được sinh ra. Tỷ lệ này bằng 10%. Như vậy, khoảng cách di truyền giữa hai gen G và R trên bản đồ được xác định là 10 đơn vị bản đồ hay 10 cm. Tóm lại, một bản đồ di truyền liên quan đến ba gen P, G và R đã được xác định. Khoảng cách giữa hai gen P và G là 20,8 cm, còn khoảng cách giữa gen G và R là 10 cm. Cộng hai khoảng cách này lại, chúng ta có khoảng cách giữa hai gen P và R là 30,8 cm.